Hello mọi người. Xin chào mọi người. Bảo Ngọc đang tại Ai Cập như mọi người đã biết, cùng với chị Dung và một cái danh hiệu mới. Miss Intercontinental 2022, Lê Huyền Bảo Ngọc Việt Nam. Hiện tại thì bây giờ đang là gần 3 giờ sáng tại Ai Cập á, nhưng mà nói chung là vui quá nên vẫn còn xíu sức lực để livestream. Và để coi anh có nói gì không, tại Bảo Ngọc bị cận, Bảo Ngọc không có thấy đường. Cái vương miện quá trời to luôn. Hello, cảm ơn mọi người đã vào xem nha. Bảo Ngọc biết bây giờ là cũng 7 bảy giờ giờ mấy, 45 phút sáng của trời, anh. có những người mà gọi là thâu đêm như Bảo Ngọc thì Bảo Ngọc cực kỳ cảm ơn. Ủa, hôm nay thứ mấy rồi ta? Thứ bảy. Thứ bảy hả? May quá là hôm nay thứ bảy cho nên là sẽ có nhiều nhiều bạn là được nghỉ học buổi sáng. Dạ ôi, thì như Bảo Ngọc vẫn còn nhớ vào cái ngày mà mình được thông báo đi thi Miss Intercontinental á, rồi sau đó là mình tới cái ngày mà mình trao sáp á, thì ngay trên sân khấu mình có nói là xin hứa sẽ quyết tâm hết mình để mang lại vương miện cho Việt Nam. Và ngày hôm nay á, thì giữ lời hứa nha, không có hứa lèo. Và cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì nhưng mình đã nói ngay từ đầu thì mình làm cái gì mình cũng phải là làm hết sức mình á. Với lại thật sự là như những gì mình đã nói trên sân khấu, thì với chiếc vương miện này á, mình không bao giờ làm cái việc gì chỉ vì cái đích, chỉ vì cái danh á. Mình muốn làm nó tại vì thật sự là mình muốn sống đúng với lại cái danh hiệu đó, muốn live up to the title Miss Intercontinental of 2022. Và thật sự rất hạnh phúc khi có chị Cindy Urbanita, Cinderella, là người mà đầu tiên đội chiếc vương miện này, sau đó đã trao lại cho mình, rất tự hào. Và một điều nữa là đây là Vương miện này là vương miện mới của dạ phiên bản 50 năm. chính xác, em tính nói luôn. Tại vì thật sự Bảo Ngọc là rất là may mắn, bởi vì là mình được sở hữu chiếc vương miện mà kỷ niệm 50 năm, và thật sự nó quá là đẹp và nó quá là lớn. Mình cũng cảm thấy sức nặng nặng thiệt sự, nó rất nặng, nhưng mà không sao, con người to lớn này có thể handle được. It's okay. Và cố tình đó là sau khi mà mình chung kết xong thì Bảo Ngọc có đi after party, thì Bảo Ngọc có thay lại bộ Galaxy này để cho hợp với chủ đề và cũng như là hợp với vương miện ngày hôm nay, thì mình cũng rất là vui. Thật ra là mặc đầm nào cũng hợp đó, mặc Golden Lotus thì hợp cái sash, mà mặc cái đồ này thì nó hợp cái vương miện nào cũng ok hết. Mà cũng hay á là cái bộ chung kết của em nó tên là Golden Lotus, có nghĩa là sen vàng. Cảm ơn mọi người đã hóng hớt cùng mình nha. Thật sự là lúc này đây thì cái quá trình mình nỗ lực cố gắng á, thì đã có thành quả. Và để chia sẻ một xíu về hành trình trước khi mà đến với ngôi vị Miss Intercontinental, thì thật sự là trước hành trình đó là mình chuẩn bị rất là kỹ càng, như là mọi người cũng đã thấy trong những tập road to á. Nhưng mà tuy nhiên là những cái gì mà chia sẻ trên road to thì nó cũng chỉ là một cái phần nhỏ xíu 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 vậy thôi, chứ còn về thật sự là có những ngày mà mình và ekip mà gọi là chỉ ngủ được có 2-3 tiếng đồng hồ, chạy đôn chạy đáo, rồi có những hôm mà tới 12 giờ khuya rồi mình mới đi hoàn thành nghĩa vụ của Á hậu một Miss World trước á. Thì mình đi xong rồi sau đó mình lại đi tiếp tục để chuẩn bị để làm học tóc, làm hair, rồi chuẩn bị tất cả mọi thứ cho cuộc thi Miss Intercontinental này. Và nói chung cũng rất là vui khi mà sau hành trình hơn một tháng đăng quang có một xíu thôi, mà mình cũng đã có một cái sự nỗ lực để có thể là tiến đến những cái điều mà nó lớn, và mình có thể đi ra được đấu trường quốc tế như thế này. Thật sự là Bảo Ngọc rất là hạnh phúc, và cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ Bảo Ngọc, cảm ơn team Bảo Ngọc, cảm ơn các nhà thiết kế, cảm ơn sen vàng yêu dấu, cảm ơn người chị kế bên đây là đó không vá từng cái bộ national costume. Trời ơi, không có chị Dung luôn, chắc em sản quá, em sản tới đâu em khâu hết cái là em sản Hôm luôn đó chị Dung làm thợ may á. may cái nọ cái kia may, mà ban tổ chức họ không cho phép Có giúp đỡ cho cái phần national costume vì họ biết là nó rất là khó khăn. nha. Em cũng có chị lỡ 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 lái vô national costume em nói luôn á, thì cái hôm mà national costume thì thật sự là lúc đó Bảo Ngọc cũng hơi bị hoảng hốt á, tại vì mình thật ra thì cái lần mình đi thi thì national costume nó cũng được chọn khá là gấp á, và một phần là mình cũng lớn cũng to, cái xong rồi phải
fitting lại mà làm lại nhiều thứ lắm. Và hơn nữa thì cái quãng đường mình từ Việt Nam sang Ai Cập nó cũng rất là xa xôi, nó chứ không phải là như kiểu đi đến nước bạn đâu, nên là mọi thứ đều phải đóng gói một cách rất là kỹ càng. Và hơn nữa cái bộ trang phục nó to vậy á, là mình phải chặt gàn từng mảnh đúng nghĩa luôn, rồi mình gói nó vào vali, xong cái mình qua đây cái hôm National Costume á là Bảo Ngọc á như một cái người thợ sửa ống nước rồi gáp mấy cái ống lại, xong rồi ngồi mai mà mình thấy vợ lúc đó kiểu bị sang chấn tâm lý á, trời sợ mình làm không xong. Cái hơn lúc đó cái chị Dung bay qua cái gọi cứu bồ liền, cái Ngọc xin phép ban tổ chức là trời ơi bây giờ bồ của em nó gùm gà, nó cầu kỳ quá, cho người nhà em giúp nha. Thì cũng rất là bất ngờ khi ban tổ chức họ cũng rất là hiểu mình á, và họ sẵn sàng là họ nói ok no problem come on, và họ rất là mừng khi mà mình tự chủ động được như thế nữa. Nên là thật sự cảm ơn chị Dung và cảm ơn Miss Intercontinental, I love you so much. Rồi trải nghiệm sau đăng quang nha, thì cái giây phút mà mình ở trên sân khấu á, thật sự là lúc đó là Bảo Ngọc, để Bảo Ngọc chia sẻ ha, thì lúc mà hai hôm nay là mình phải chạy sân khấu liên tục và tổng duyệt liên tục luôn á, thì mọi người cũng biết á, cái nắng ở Ai Cập nó rất là dịu. Và tụi mình đi tổng duyệt là tụi mình lúc nào cũng chạy sân khấu là ngay cái thời điểm giữa trưa đứng nắng đó, và sân khấu thì ngoài trời mọi người ạ, sân khấu ngoài trời. Và thật sự là hôm nay nha, đặc biệt cái nắng hôm nay nó nắng hơn bình thường rất nhiều nha. Và Bảo Ngọc qua, Bảo Ngọc ra ngoài, Bảo Ngọc tổng duyệt xong á là Bảo Ngọc đi vô, Bảo Ngọc đang thui luôn á, Bảo Ngọc giật mình luôn, trời ơi ai vậy, thấy mình đang có gì nóng ra. Rồi cháy nắng rồi, xong rồi cái nắng nhiều quá, mà cái nắng ở đây á nó là cái nắng hanh, mà nắng sa mạc nó rất là, nó thì sao, nó rất là độc á, kiểu đi ra ngoài nó một xíu thôi là mọi người sẽ cảm thấy là sảng tới nơi á. Cái hồi sáng nay á, hồi mấy hôm nay tổng duyệt là cái lần đầu tiên mà Bảo Ngọc thấy á, là thứ nhất là cái trải nghiệm của mình tại Miss World Việt Nam với Quy Nhơn nó rất là nhẹ nhàng, cái nắng Quy Nhơn nó rất là tha thứ, dung thứ cho mình, còn cái nắng ở đây nó không có dung thứ cho mình. Mình đi vô phòng xong cái lần đầu tiên á mà Bảo Ngọc cảm thấy như là Bảo Ngọc đứng trên sân khấu mà không có thở nổi luôn á, cái còn về phòng á thì trời ơi đi ra nắng có từ hồi 9 giờ sáng cho đến gần 3 giờ chiều, đi qua cái khung giờ 12 giờ trưa đi về phòng một cái cảm giác như trời sắp xỉn tới nơi luôn á. Lúc đó Ngọc thật sự là trời hay là giờ nằm trong phòng luôn không đi ra. Nhưng mà rồi cái xong rồi lên sân khấu nè, thì tới cái giờ mà diễn show thì trước đó là Bảo Ngọc có ngồi với là chị Mauritius, thì hai tụi mình có Zaki, I love you Zaki, thì hai chị em có ngồi nói chuyện với nhau là tự nhiên cái giây phút này thì Mauritius cảm thấy nó thật quá, cảm thấy tự nhiên Mauritius bị sững người á, giống như là trời cuối cùng mấy tuần rồi mình ở bên Ai Cập thì nó cũng đi đến hồi kết, và nó cũng làm cho Bảo Ngọc nhớ về cái ngày bắt đầu á. Cái ngày bắt đầu thì thật sự là trời mình chuẩn bị rất nhiều, và cái đêm trước đó mình dường như là không có thời gian để nghỉ ngơi là mấy á, để có thể là chuẩn bị hết đồ đạc đi Ai Cập. Rồi sau khi bước chân đến đây, rồi trải qua những cái ngày ở đây theo một cái lối sống khác, một thời tiết khác, một khung giờ khác, với những con người khác, nó quá nhiều cái sự thay đổi, nhưng mà cũng rất là nhiều cái kỷ niệm. Và Ngọc nhớ những cái đêm mà có những cái đêm mà chị em kiểu mình cứ tưởng đi thi là đấu đá, nhưng mà cũng không hẳn, cũng sẽ có những cái giây phút mà các chị em mà ngồi hội ngộ cạnh nhau tranh một là cách tích cực, rất là chân tình đó, cạnh tranh một cách tích cực, không biết có cạnh tranh không, thấy mấy bà này cứ nói chung là bọn Ngọc có một cái hội bọn Ngọc rất là thân á. Và thôi để bọn Ngọc đi theo cái flow hồi nãy tiếp, thì đó thì đang ở khán đài, ở hậu đài xong thì hai chị em mới ngồi tâm sự với nhau á, thì hồi tối hôm qua có một cái giấc mơ hồi tối hôm qua. Kể về cái giấc mơ đó đi. Hồi tối hôm qua không biết là Bảo Ngọc do bị nhiễm nắng nhiều quá hay sao, cái tối về Bảo Ngọc mơ, xin lỗi tóc hơi xuồng mà thôi kệ nha, trở lại thì Bảo Ngọc nằm mơ mà kiểu đến thường là mình mơ là mình quên phải không, nhưng mà cái giấc mơ này Ngọc tới sáng mà vẫn còn nhớ luôn á. Và Bảo Ngọc có đi xuống nhà ăn, Bảo Ngọc gặp chị Dung với lại anh Nam với lại gia đình Bảo Ngọc. Bảo Ngọc nói là tối qua Bảo Ngọc mơ có một cái vía cũng khá là ok, nhưng mà nó chưa được lắm, tại vì hồi tối qua là mình mơ là mình đứng ở trên sân khấu, mình trả lời interview xong, sau đó là mình được gọi tên trở thành first runner up là á hậu một. Nhưng mà hôm nay hơi mà chậm vía rồi nè, bữa này là thiệt không ta, là còn hơn giấc mơ nữa đó. Rồi, ok thiệt 1, 2, 3, 4, 5 rồi, đủ có 5 ngón tay là thiệt á. Thì ok to be continued, ok là thì đó là cái giấc mơ tới hôm qua. Rồi xong rồi kể về cái khoảnh khắc mình bước lên sân khấu đi, thì trước lúc mà bước lên sân khấu á thì tự nhiên tôi bị, mỗi lần mà trước khi bước lên sân khấu á tôi bị tôi mắc khóc á, cái Bảo Ngọc đứng
Bảo Ngọc lên, Bảo Ngọc xem Bảo Ngọc nhìn qua chị camera là An Nang ra, là Bảo Ngọc rất là thân á, tự nhiên nhìn chị xong cái trời ơi cái buồn á, khóc á, cần kiểu sắp hết rồi. Khóc chữ, xong mấy bà kia, mấy bà xung quanh nói mày đừng khóc nữa, mày khóc hồi tụi tao khóc bây giờ rồi, hồi ai cũng khóc rồi, mày làm hồi là mấy khán đài này khóc hết á, ngục lụt hết trên chỗ này. Cái Bảo Ngọc cũng nín lên xíu, cái xong lên sân khấu diễn rồi cái gọi lên top 20, thì nói chung mà có mình thì mình cũng vui rồi đó, mình cũng đỡ sợ. Nhưng mà lúc đó thì những người chị em thân của mình á, không phải ai cũng make it to the top 20, không phải ai cũng được vào top 20. Cái lúc đó là tôi kiểu còn thắt con tim, em kiểu vẫn thắt con tim. Vậy chẳng lẽ muốn top 71 hoài không? Top 71 không chịu không? Rồi xong cái Bảo Ngọc đi xuống tôi thấy nó bắt đầu khóc tiếp nữa. Cái tụi nó nói sao mày khóc hoài vậy con. Rồi thật sự rất là đau lòng. Trời ơi, tại vì mình biết là các chị em mình á là toàn là những người mà cũng giống như mình, dốc hết tâm sức bỏ ra mà cái giấc mơ của người ta không có thành sự thật. Mình buồn quá. Rồi. Chỉ có giấc mơ của mình thành sự thật thôi. Dạ, giấc mơ của em còn hơn cái sự thật. Nhưng mà thôi trở lại vấn đề, cái xong cái mình ra mình diễn bla 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 bla, thì nói chung là Bảo Ngọc rất là vui khi được lên sân khấu diễn, rồi nhìn thấy các chị em ai cũng tỏa sáng. Thì tất nhiên đó là Bảo Ngọc cũng thấy hôm nay là mình rất là thoải mái, mặc dù có thể mình không phải là người diễn đẹp nhất đâu, nhưng mà mình đã rất thoải mái trên sân khấu và mình rất là enjoy cái moment này. I love it. Đó, yeah. Và rồi á thì khi mà tâm công bố top 5 rồi top 6 á, thì lúc đó là mình cũng hơi bị trời, mình run lúc mà đứng trên top 20 chuẩn bị không có top 5 á, là tôi em kiểu giống như là sao ta là Bảo Ngọc phải nhìn qua bạn kế bên đó là sao thằng mày nắm tay tao cái đi tao muốn xỉu tao rồi. Cái xong mấy bả cũng nói động viên em, cái nói Bảo Ngọc là you gonna make it, bạn sẽ làm được. Rồi vừa nói xong rồi mời kéo MC đọc tên, nói là và cô gái cuối cùng lọt vào top 5 và trở thành Miss Intercontinental of Asia and Oceania. We call her the tallest woman in the competition. Welcome Miss Vietnam. Chào mừng cô gái cao nhất của cuộc thi đến với top 5. Là lúc mà mình biết rồi, không còn ai ngoài mình á. Bye bye, mình vô top 5 đi. Đi vô thì top 5 thì lúc đó là kiểu như cái khoảnh khắc mà vào top 5 á, nó là bao nhiêu cái nỗi sợ hãi, cái rung bần bật của mình lúc hồi nãy nó bay hết trơn. Và lúc này ở trong top 5 thì mình biết là thế nào mình cũng có giải rồi. Và mình biết là cái điều mà mình còn lại là phải làm sao dốc hết mình, máu chiến, bỏ hết tâm huyết, bỏ hết tâm sức, bỏ hết tấm lòng của mình để thật sự là có thể làm được cái thực hiện cái lời hứa của mình như hồi nãy. Như ở Việt Nam, lời hứa to become an ambassador of Miss Intercontinental 2022 and I will do anything in my power to bring and elaborate on, trời tôi còn nhớ gì tôi nói luôn á, to bring and elaborate the message of power of beauty. Hey, oh by the way, congratulations to the power of beauty. Chúc mừng chị power of beauty Miss Venezuela. Venezuela ơi, chị ơi, thật sự là có một cái điểm mà em rất là thích chị Venezuela là tóc quá đẹp luôn. Tóc quá đẹp, quá đen, quá dày, quá mượt. Love, I love you, love everyone. À, mọi người có nhìn thấy cái gì đây không nè? Ôi, đừng tưởng nha, đừng thấy phòng bắt gặp nó vừa nha. Ngọc có thấy lá cờ, mọi người có thấy lá cờ không? Là hôm trước chị Dung đến có vô đây và Bảo Ngọc nói là Bảo Ngọc treo cái lá cờ ở đây để mỗi ngày nhắc mình phải nỗ lực. Cố tình treo ở đó đó. Hồi trước đó là em Bảo Ngọc livestream xong mới hỏi fan Bảo Ngọc chứ là bây giờ treo lá cờ ở đâu đây, tại Bảo Ngọc cũng nhìn thấy lá cờ này mỗi ngày và Bảo Ngọc đã chọn một cái chỗ treo rất là hợp lý, sáng nào ngồi dậy cũng thấy cái lá cờ nó ở trong gương hết. Thích câu trả lời của Bảo Ngọc lắm, rất hay và tự tin, phát âm cũng rất chuẩn thở. Yeah. Mà mọi người có thấy Bảo Ngọc có kỹ xảo gì không mọi người? Chị Dung phát hiện ra nè nha. Trời. Là mấy cô kia là bốc câu hỏi phải không, xong rồi đưa liền cho bạn MC để đọc. Bảo Ngọc nhà mình là rất là từ từ và mắt liếc gian lắm nha. Mắt liếc vô câu hỏi, lật ra liếc vô là hết mấy chục giây, từ từ đưa cho ông MC là đã đọc xong rồi. Bạn MC đọc xong từ từ đưa bó hoa cho bạn MC và nói chung là rất là điệu đàn. Khúc đó chắc lúc đó đang manh nha nghĩ trong đầu như nào đúng không, và tỏ ra rất là duyên dáng đồ này kia các kiểu, nhưng mà để cái vậy thu hợp câu dở mọi người. Thật ra thì gọi là sao ta, tại Bảo Ngọc á
Thì thứ nhất đó là mình cảm thấy là mình có được cái sự kiểm soát ở trên sân khấu và mình giữ được cái bình tĩnh ấy. Thì mình cũng biết đó là trong cái khoảng thời gian này nếu mà mình có take time, mình có dành thời gian một xíu để mình điềm tĩnh lại và mình lấy cái thời gian đó để mình suy nghĩ thì thật ra, và sau đó mình nói cái câu trả lời á thì mọi người ở dưới vẫn sẽ đợi và vẫn sẽ thấu hiểu cho mình thôi. Cho nên là Bảo Ngọc cũng làm như thế như mọi người thấy đó. Thì lúc mà mình nhận được câu hỏi thì mình cũng nhìn sơ qua rồi mình nghĩ trong đầu, xong rồi mình đưa cái bó hoa cho anh MC, đùa vui một xíu để lấy tinh thần cho thoải mái vậy đó. Với lại đưa cái bó hoa cho anh MC để mình có thể là thoải mái thể hiện và thoải mái express myself hơn nữa. Cho nên là Bảo Ngọc cứ đưa, rồi sau đó Bảo Ngọc suy nghĩ, Bảo Ngọc cảm thấy Bảo Ngọc đủ điềm tĩnh rồi Bảo Ngọc mới nói. Thì cái đó là cái cách mà Bảo Ngọc xử lý các tình huống ở trên đó thôi, chứ kỳ xảo gì đâu trời ơi, anh nhé đâu trời ơi, ai cũng làm mà. Đâu mấy cô kia đâu có làm gì. Ở gì hả? Có mình Bảo Ngọc làm thôi. Có mình Bảo Ngọc câu giờ hết chết rồi. Không sao, câu giờ sẽ thắng. Không, nhưng mà câu giờ rất là duyên dáng. Dạ. Và người ta không có nhận ra, chắc có một mình chị Dung nhận ra. Có mình chị Dung để ý à. Chị Dung biết em. Này mấy con coi nha.